Trên thế giới, Tổng thống Belarus nhập viện sau cuộc gặp với ông Putin. Nga nêu điều kiện chấm dứt xung đột. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đắc cử nhiệm kỳ 3. Triều Tiên thông báo với Nhật Bản kế hoạch phóng vệ tinh. Tại Việt Nam, công dân còn lại đã rời khỏi vùng chiến sự Sudan về Việt Nam. Đã khởi tố 30 vụ án, hơn 100 bị can trong vụ Việt Á. TikTok có thể bị cấm hoàn toàn tại Việt Nam. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu xây dựng giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới trước ngày 7 tháng 6. Miền Bắc vào đợt nắng nóng mới, Nam Bộ và Tây Nguyên mưa lớn. Chào mừng quý vị đến với chương trình Trưa nay ngày 29 tháng 5 của Khỏe Tự nhiên. Kính chúc quý vị buổi trưa an lành và sau đây sẽ là thông tin chi tiết về các diễn biến mới nhất trên thế giới. Mở đầu là tin tức, Tổng thống Belarus nhập viện sau cuộc gặp với ông Putin. Trang tin Pravda hôm 27 tháng 5 đưa tin, ông Shapkalo, lãnh đạo phe đối lập Belarus cho biết sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Alexander Lukashenko đã được đưa đến Bệnh viện Lâm sàng Trung ương Moscow trong tình trạng nguy kịch. Ông Shapkalo viết trên Telegram rằng, theo thông tin chúng tôi có, cần xác định thêm, ông Lukashenko sau cuộc gặp kín với ông Putin đã được khẩn cấp đưa đến Bệnh viện Lâm sàng Trung ương Moscow. Các chuyên gia giỏi nhất đã được cử đến để đưa ông ấy trở lại, sau tình trạng được các bác sĩ đánh giá là nguy kịch. Vị lãnh đạo nói thêm, các biện pháp có tổ chức để giải cứu nhà độc tài Belarus là nhằm ngăn chặn những đồn đoán về khả năng Điện Kremlin có liên quan đến vụ đầu độc ông ta. Không quan trọng ông ấy có trở lại làm việc bình thường hay không, các bác sĩ cảnh báo về khả năng tái phát bệnh. Trước đó, thì tin đồn về sức khỏe yếu của ông Lukashenko đã lan truyền khắp nơi sau khi ông xuất hiện tại Moscow vào ngày 9 tháng 5. Tuy nhiên, thì vị Tổng thống đã bác bỏ những tin đồn và nói với quan chức trong một video do cơ quan nhà nước Unpovovo phát sóng rằng tôi sẽ không chết đâu các bạn. Liên quan đến tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine, Nga nêu điều kiện chấm dứt xung đột. Hôm 27 tháng 5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Mikhail Galuzin cho hay, Nga tin chắc giải pháp hòa bình chỉ có thể thực hiện được nếu lực lượng vũ trang Ukraine ngừng hành vi thù địch và phương Tây ngừng cung cấp vũ khí. Ông nhấn mạnh rằng, để đạt nền hòa bình lâu dài, Ukraine phải trở lại tình trạng trung lập, không liên kết và từ chối gia nhập NATO, Liên minh châu Âu. Và Kiev cũng nên tôn trọng các lãnh thổ mới xuất hiện sau khi người dân thực hiện quyền tự quyết của họ. Thứ trưởng Ngoại giao Nga đề cập 4 tỉnh ở Ukraine và Nga tuyên bố sáp nhập năm ngoái, cũng như bán đảo Crimea. Ukraine xem đây là những vùng bị sáp nhập bất hợp pháp và nhiều lần tuyên bố sẽ giành lại. Ông Galuzin nói thêm rằng tiếng Nga nên được xác định là ngôn ngữ chính thức ở cấp độ lập pháp. Điều cần thiết để đảm bảo các quyền con người cơ bản, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng được tuân thủ ở Ukraine. Ông Mikhail Podolyak, trợ lý của Tổng thống Zelensky, sau đó bác bỏ những điều kiện này. Theo ông, điều kiện chấm dứt xung đột là Nga phải lập tức rút toàn bộ quân khỏi lãnh thổ Ukraine, dẫn độ tội phạm chiến tranh, thiết lập vùng đệm trên lãnh thổ Nga, cũng như tự nguyện từ bỏ tài sản Nga bị tịch thu ở các nước khác. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đắc cử nhiệm kỳ 3. Hôm 28 tháng 5, Ủy ban bầu cử tối cao Thổ Nhĩ Kỳ thông báo Tổng thống Tayyip Erdogan đã đắc cử nhiệm kỳ 3 sau khi đánh bại đối thủ Kılıçdaroğlu trong cuộc bỏ phiếu vòng 2 đầy kịch tính. Với chiến thắng này, Tổng thống Erdogan sẽ lãnh đạo đất nước thêm 5 năm và trở thành một trong những người cầm quyền lâu nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Kết quả kiểm phiếu cho thấy ông Erdogan chiếm 52,14% phiếu bầu, đánh bại ông Kılıçdaroğlu 47,86%. Theo Reuters, ứng cử viên Kılıçdaroğlu gọi đây là cuộc bầu cử bất công bằng nhất trong nhiều năm, nhưng không lên tiếng tranh cãi về kết quả. Trước đó, vào thời điểm khoảng 98% số phiếu được kiểm đếm, Tổng thống Erdogan đã tuyên bố chiến thắng trong một cuộc meeting ở bên ngoài tư dinh của ông tại Istanbul. Tổng thống Erdogan cảm ơn người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã đi bỏ phiếu. Cuộc bầu cử được coi là một trong những sự kiện chính trị quan trọng nhất đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Erdogan là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2014 và trước đó đã có 11 năm làm Thủ tướng. Nhiều nguyên thủ quốc tế đã gửi lời chúc mừng ông tái đắc cử, trong đó có Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Triều Tiên thông báo với Nhật kế hoạch phóng vệ tinh.
Truyền thông Nhật Bản hôm 29 tháng 5 đưa tin Triều Tiên đã thông báo cho chính phủ nước này kế hoạch phóng vệ tinh trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6. Theo hãng tin Kyodo Bình Nhưỡng đã thông báo cho Tokyo về kế hoạch thiết lập một khu vực nguy hiểm hàng hải trong khoảng thời gian nói trên. Đài NSK cho biết thêm, nhà chức trách Triều Tiên cũng thông báo cho Tổ chức Hàng hải Quốc tế về kế hoạch phóng vệ tinh. Trước đó, Bình Nhưỡng tuyên bố đã hoàn tất công tác chuẩn bị lắp đặt vệ tinh do thám quân sự đầu tiên lên tên lửa đẩy, làm dấy lên đồn đoán rằng họ có thể đưa vệ tinh này lên quỹ đạo sớm nhất vào tháng 6. Nhà lãnh đạo Triều Tiên ông Kim Jong-un gần đây đã đi thị sát một ủy ban không thường trực, chuyên trách hoạt động chuẩn bị cho việc phóng vệ tinh do thám quân sự và phê duyệt kế hoạch hành động trong tương lai của ủy ban này. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc tin rằng kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên sẽ vi phạm một loạt quyết định của Hợp đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, vốn cấm các chương trình hạt nhân về tên lửa của nước này, vì sử dụng cùng một công nghệ được dùng trong các tên lửa đạn đạo. Vừa rồi là phần tin thế giới, tiếp theo sẽ là tin tức tại Việt Nam. Liên quan đến việc một công dân mang hai quốc tịch Việt và Úc cùng 16 thuyền viên người Việt có mặt tại vùng chiến sự Sudan. Hôm qua ngày 28 tháng 5, Đại sứ quán tại Ai Cập cho biết số thuyền viên trên đã rời khỏi Sudan về Việt Nam vào ngày 13 tháng 5. Với công dân mang hai quốc tịch Việt và Úc, người này đã trở về Việt Nam vào tối 27 tháng 5. Ông gửi lời cảm ơn tới các cơ quan chức năng. Trước đó, thì người này đã cư trú ở thủ đô Khartoum cùng 16 thuyền viên Việt trên tàu ở cảng của Sudan. Khi chiến sự nổ ra, ông mất hết giấy tờ tùy thân, lại không có tiền mặt nên việc bảo hộ công dân gặp khó khăn. Tại châu Phi, Sudan thuộc vùng Đông Bắc giáp với Ai Cập, có diện tích hơn 1,8 triệu km2 với gần 48 triệu người. Xung đột tại Sudan giữa quân đội dưới quyền tướng Abdel Fattah al-Burhan và lực lượng hỗ trợ nhanh của tướng Mohamed Hamdan Dagalo bùng phát hôm 15 tháng 4, khiến hơn 270 người thiệt mạng và hơn 1.800 người bị thương. Tuy nhiên, thì con số thực tế được cho là cao hơn nhiều khi nhiều người không thể đến được bệnh viện. Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng xung đột leo thang có thể tàn phá quốc gia này và khu vực. Đã khởi tố 30 vụ án và hơn 100 bị can trong vụ Việt Á. Thông tin trên có trong báo cáo gửi tới các đại biểu Quốc hội của Bộ Công an. Tính đến đầu tháng 5, Bộ này cho biết, theo thống kê của Chính phủ, tổng nguồn lực trực tiếp phục vụ trong việc ứng phó dịch bệnh và chính sách an sinh xã hội trong 3 năm 2020-2022 là khoảng 230.000 tỷ đồng. Trong đó, từ ngân sách là hơn 186.000 tỷ, số còn lại từ các nguồn khác. Mặc dù vậy, thì ở nhiều tỉnh thành, kể cả những nơi cân đối được ngân sách như Sài Gòn, Đồng Nai vẫn gặp khó khăn, thiếu kinh phí phòng dịch lúc cao điểm. Tại một số khu vực có việc mượn mua vật tư, kit xét nghiệm dưới nhiều hình thức, song không có văn bản thỏa thuận hay hợp đồng, không có đơn giá và phương án hoàn trả. Một số đơn vị mua kit test từ công ty Việt Á giá trị lên tới hơn 2.100 tỷ đồng. Hiện danh sách các đơn vị tỉnh thành mượn mua kit xét nghiệm có dấu hiệu bất thường đã được chuyển sang thanh tra chính phủ. TikTok có thể bị cấm hoàn toàn tại Việt Nam. Tại hội thảo hôm 27 tháng 5 liên quan đến câu hỏi liệu chính phủ có cấm TikTok, Facebook, YouTube không? Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định, nếu TikTok không phù hợp và hợp tác với chính phủ và các cơ quan quản lý trực tiếp là Bộ Thông tin và Truyền thông thì chắc chắn sẽ bị cấm. Ông nhấn mạnh rằng, các nền tảng khác thiếu sự hợp tác, tự có tiêu chuẩn cộng đồng toàn cầu riêng, không tuân thủ quy định của nước sở tại sẽ bị coi là môi trường nguy hiểm, từ đó có các biện pháp mạnh tay. Lãnh đạo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cho hay, thời gian tới sẽ thay đổi hình thức xử phạt hành chính đối với các vi phạm, từ gộp sang chia nhỏ. Theo đó, một nội dung vi phạm 10 lần thì không xử phạt 1 lần mà phạt 10 lần với số tiền 20 triệu đồng một lần. Trước đó, hồi đầu tháng 4, Bộ đã công bố 6 sai phạm của TikTok tại Việt Nam. Nền tảng này đã dùng thuật toán phân phối tự động để tạo xu hướng và phát tán nội dung câu view, bất chấp sự phản cảm, ảnh hưởng xấu đến cộng đồng và giới trẻ. Tiếp theo là một số tin vắn đáng chú ý liên quan đến giáo dục, cụ thể là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay. Tại Sài Gòn, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết kỳ thi sẽ diễn ra vào các ngày mùng 5, mùng 6 và mùng 7 tháng 6 tại 158 điểm thi, trong đó có 147 điểm thi thường và 11 điểm thi chuyên. Tổng số thí sinh tham gia dự thi là hơn 96.300 em, trong đó có gần 7.000 thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 chuyên.
Còn tại Hà Nội thì ngày 7 tháng 6, tới đây thì cơ sở giáo dục và đào tạo mới thông tin cụ thể danh sách các điểm thi tuyển sinh vào lớp 10. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu xây dựng giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới trước ngày 7 tháng 6. Liên quan đến giao thông đường bộ, hôm qua ngày 28 tháng 5, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Cục Đăng Kiểm yêu cầu xây dựng giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới, trình bộ trước ngày 7 tháng 6 năm 2023. Trước đó, thì sau cuộc họp vào ngày 5 tháng 4, Bộ Giao thông Vận tải cùng Bộ Tài chính đã thống nhất điều chỉnh giá dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải. Yêu cầu Cục Đăng Kiểm đánh giá việc thực hiện mức độ bù đắp chi phí của các đơn vị đăng kiểm xây dựng phương án giá. Hôm 8 tháng 5, Chính phủ giao Bộ Tài chính ban hành giá dịch vụ trên cơ sở tính đúng, đủ theo quy chế thị trường áp dụng thủ tục rút gọn. Và cuối cùng là thông tin về thời tiết. Miền Bắc vào đợt nắng nóng mới, Nam Bộ và Tây Nguyên mưa lớn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay ngày 29 tháng 5, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, nền nhiệt cao nhất từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm từ 55 đến 65%. Riêng khu vực Tây Bắc thì có nơi trên 37 độ C. Vào ngày mai ngày 30 tháng 5, khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi gay gắt với nền nhiệt từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm từ 45 đến 60%. Hình thế thời tiết ở Bắc Bộ có thể kéo dài đến ngày 31 tháng 5. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng kéo dài đến những ngày đầu tháng 6. Tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay trời tiếp tục mưa vừa, có nơi mưa rất lớn, rải rác có dông. Lượng mưa có thể lên đến trên 70mm, tập trung vào chiều và tối. Mưa dông ở những khu vực này còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa nay của Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!